Em xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Này chúng ta đang ở đây giao lộ Yassin và Bến Dương Dương. Nơi đây có một cái quán hủ tiếu, đó là số 1 Yassin. Hủ tiếu chú Toàn, đi vô cái hẻm chợ trái. Rất là đông. Bây giờ Sài Gòn là gần 8 giờ. Này hủ tiếu thịt cật cá số 1 Yassin. Có dưới đất và trên lầu nữa. Và kế bên có căn hẻm, chúng ta đi vô ngoài chợ trái. Hẻm này là hẻm 16 Nguyễn Thái Học, thông ra đây luôn nè. Và ở đây bán có bán bột chiên. Bên hồng là quán hủ tiếu. Và bây giờ mình sẽ lên lầu ha, ở dưới đất hết chỗ rồi. Rồi mời bà con cùng tham gia nha. Rồi bây giờ chúng ta đang ở trong cái quán hủ tiếu của chú Toàn, hủ tiếu Tân Hưng ở số 1 Yassin. Đây là có ớt mà, ớt sắc mà. Rồi chanh, giấm và tương. Bên này có tiêu nữa. Tiêu sa tế. Ngày hôm nay thì bạn này đi làm trễ nên thành ra đưa bạn đồng nhỏ đi học xong cái mình đi ăn sáng. Đi sáng xong mình dậy làm, em cũng đi làm luôn. Mời bà con cùng tham gia bữa ăn sáng ngày hôm nay nha, ở hủ tiếu Tân Hưng số 1 Yassin, khu vực chợ trái cầu Ông Lãnh. Thì chúng ta đang ở trên lầu và nhìn xuống đường Yassin nè. Đây là đầu hẻm số 16 luôn, đầu hẻm 16 Nguyễn Thái Học á, thông ra đến đây luôn nè. Cảnh sinh hoạt của bà con buổi sáng. Tới rồi, hổ cật. Hổ cật chứ sao có thịt. Đây một tô tiếu thịt và cật. Đang lấy ra là tiếu dai với cật không thôi. Nhưng mà chú ấy làm lộn, không sao. Mỗi lần ăn là có mặn nị. Này ăn gì ạ? À? Thập cẩm à? Ủa, phải thật đâu, thật không à. Ừ, hay là câu đó là con không? Rồi, chắc chú lộn. Kệ sao, đông quá. Rồi, dưới đất cũng hết chỗ à. Này, chuyên gia ăn uống. Chuyên gia ẩm thực. Chuyên gia tiền đồ ăn. Để chanh vô. Ăn chanh không? Để tự anh để. Đặc biệt hủ tiếu ở đây là có tấp mỡ. Bỏ miếng ớt vô. Ớt vô nước tương thôi. Rồi em mời bà con cùng tham gia nha. Mời bà con ăn sáng nha. Bây giờ chắc bà con đang giờ này mới làm về. Ây dạ. Còn hủ tiếu dai rất là trong trong. Hủ tiếu không phải hủ tiếu bột gạo mà hủ tiếu dạng như là hủ tiếu dai trong á, giống như là bột mì tinh vậy đó. Hủ tiếu ngoài kia cũng vậy không ta? Hủ tiếu tinh của Bắc cũng giống vậy mà cộng hủ tiếu này ngon, ngon hơn cộng hủ tiếu nó dai mà đục đục. Ừ.
lâu quá mới quay lại hủ tiếu chú Toàn. Đặc biệt cái tép mỡ ở đây nó làm rất là dai, vô rất là giòn. Chỉ có người qua mới làm được mấy cái món tép mỡ này thôi. Còn hủ tiếu khác thì không có dai, không có giòn. Này cực, này chén cực. Rồi mời bà con nha. Cực không có bị tanh, rất là giòn ngọt. Tiền hả? Hồi nãy đi ăn không mang tiền. Có anh rồi anh em lỡ quên hả? Anh vô đây ăn em mới hỏi mang tiền không? Ồ, cũng tấm mở bự quá. Cái tấm mở đây làm giống như là có một xíu muối á, nên thành ra nó có vị mặn vừa ăn. Thơm. Bây giờ mình đa số là ăn sáng ở nhà rồi mới làm. Hôm nay thì nhân dịp rảnh rỗi để đi làm trễ thì hôm nay quay lại cái quán hủ tiếu Tân Hưng chia sẻ cùng bà con. Ở đây thì có dưới đất và trên lầu. Ở đây chú bán buổi sáng không thôi. Có dưới đất trên lầu, thấy ở dưới xong mà chỉ không có trên lầu. Ở trên lầu có máy lạnh. Có nước mới lạnh rồi. Bàn ghế cũng ở đây lên nhưng mà mới. Đây rộng rãi hơn. Nhưng mà thích ngồi dưới đất hơn. Ngồi đó thấy cảnh buôn bán rồi thấy cảnh chú nấu. Mình thấy hấp dẫn lắm. Ở khu vực này thì có mấy quán hủ tiếu cũng rất là ngon. Hủ tiếu chú xè nữa nè. Rồi hủ tiếu cật ở đường Cam Ép. Chú xè như là buổi chiều không? Chú xè bán buổi chiều. À, hôm nào mời bà con cùng đi vô chợ trái để xem lại hình ảnh của ngôi chợ. Hôm nay do thời gian có hạn nên mình chỉ ăn sáng thôi, ăn sáng ở hủ tiếu Tân Hưng. Rồi ngồi làm cuối tuần này bà con mình đi chợ Cú Giang chơi nha. Chợ Cú Giang sắp bị giải tỏa rồi. À, bà con cũng chuẩn bị nơi buôn bán khác. Nhưng mà trước khi chia tay chúng ta đi chợ một lần nữa. Để sau này chúng ta nhìn lại kỷ niệm. Ở Sài Gòn đa số người ta ăn sáng ở ngoài, đi ra ngoài ăn cho nó tiện, nó lẹ rồi đi làm luôn. Nó hành giá hè, giá hè chứ.
Đúng không? Ngọt. Bây giờ lâu quá không quay lại đây, không biết bây giờ giá bao nhiêu nữa. Hôm trước là ba mấy ngàn không? Không nhớ, gì 35 ngàn. Để có chuyện hồi nữa em cập nhật giá ở bên dưới mà còn mình xem qua nha. Cũng không bao nhiêu tiền đó. Người chồng mình thấy vừa miệng, tất cả hợp lý là được rồi. Ở đây người ta có cho mình một ly nước trà đá. Ở đây gần với chợ dân sinh, cách đây vài căn nữa thôi. Thật là để lâu nó sẽ dai á. Nãy giòn. Trụng vừa chín tới nó giòn. Mà trụng lâu thì nó sẽ dai, nó teo lại. Thông qua những cái video thì nhận lại rất là nhiều cái sự chia sẻ của chú anh chị về những cái địa điểm, những cái thông tin về những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Và thông qua đó em cũng hiểu hơn về Sài Gòn. Nên em cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn miếng cơm thì ăn gì nữa? Thì ăn lép. Chờ mỗi cô đó. Ăn gấp ăn còn hỏi. Chờ mỗi câu đó. Nó quen bồ này đâu có vậy không ta? Quen khác chứ. Thôi anh ăn đi, anh ăn đi. Em ăn đâu? Hồi xưa em cũng ăn tự nhiên mà. Có giờ ăn đi không ăn ngồi chờ có nhiêu đó. Một số hình ảnh ở hủ tiếu Tân Hưng chia sẻ cùng bà con cô bác ở số 1 Gia Sinh, ở đây bán buổi sáng thôi. Nếu cô chú anh chị có quan tâm thì mình ghé buổi sáng ha. Rồi ở đây cũng rất là ngon. Giá thì một xíu nữa em để em xem giá thế nào rồi cập nhật bên dưới cho bà con xem. Rồi bây giờ xin chào bà hả bạn. Bye bye. Bye bye. Ủa, tập trung mới mà. Bye bye lại coi. Bye bye miễn cưỡng. Bye bye bà con.